bạn thiết kế lên The Beverly. Đầu bài được chúng tôi đưa ra rất là rõ ràng, mang trải nghiệm nghỉ dưỡng ngay chính ngôi nhà của quý cư dân. Và đây, khi chúng ta bước vào sảnh căn hộ, sẽ cảm giác như là đang check-in tại một khu nghỉ dưỡng 5 sao cao cấp. Mảng trần, họa tiết trên tường, thiết kế bàn ghế tại sảnh, lớp cơ hòm thư tạo một cảm giác tinh tế, sang trọng. Và sảnh chờ thang máy, quý vị có thể thấy thiết kế màu sắc vàng hồng của thang máy thực sự là đẳng cấp. Chúng ta tiếp tục đi khám phá trong khu resort này xem có gì nữa không. Giờ chúng ta sẽ đi thang máy lên tầng 14 à. Nơi tôi đang đứng đây là tầng 14, nơi được thiết kế dành cho các cái tiện ích đẳng cấp trong tòa căn hộ. Đây là phòng gym. Chúng ta không thích chạy tại công viên ấy gì, thì tới phòng gym chạy vừa view sông Đồng Nai, vừa view công viên, còn gì tuyệt vời hơn. Đây là phòng thể thao, bàn bia, bóng bàn, tập yoga. Bố mẹ mà sợ con nhỏ ra công viên hóng mát có thể bị lạnh, dễ ốm, có thể đưa bé lên cái phòng kids zone. Đây là phòng dành cho trẻ em. Tôi nghĩ là sẽ rất là dễ gây nghiện cho các bé ở trong căn phòng này. Đây là phòng sinh hoạt cộng đồng, nơi hội họp của cư dân, ban quản trị tòa và ban quản lý. Ngoài ra tầng 14 cũng là cái tầng lánh nạn trong các cái trường hợp khẩn cấp của tòa. Nào, giờ thì chúng ta xuống tầng 12 xem căn hộ của The Beverly có gì không nhé. Hành lang tôi đang đi, đây là cái hành lang căn hộ của The Beverly. Quý vị có thể thấy hành lang hay cửa ra vào căn hộ cũng tạo cho chúng ta một cái cảm giác đang như là đang vô phòng khách sạn, đúng không ạ? 10 tòa căn hộ có tầng cao từ 32 đến 34 tầng. Toàn bộ layout hình chữ Z giúp cho tầm view cực kỳ thoáng ở toàn bộ các căn trong mỗi tầng, đồng nghĩa sẽ cực kỳ thoáng trong toàn dự án The Beverly. Mỗi tầng căn hộ thì sẽ về thang máy sẽ có 6 thang khách, 1 thang hàng và 2 thang bộ. Một đặc điểm nổi bật ở trong tòa đó là toàn bộ các cái căn 3 phòng ngủ sẽ thực sự là rất rất hiếm cho những cái cư dân có nhu cầu sở hữu. Vì các cái căn 3 phòng ngủ này sẽ chỉ nằm ở những căn góc view đẹp và rất đẹp trong mỗi tòa, với một cái số lượng 1 đến 2 căn mỗi tầng tùy từng tòa. Về cơ cấu căn thì The Beverly có đầy đủ các loại căn để phù hợp với nhu cầu của quý khách hàng. Với loại căn studio có diện tích từ 32.5 đến 37.6 m2. Loại 1 phòng ngủ cộng 1 từ 53.3 đến 59.7 m2. Loại 2 phòng ngủ từ 78.5 đến 85 m2. Và loại 3 phòng ngủ loại có diện tích lớn nhất là từ 99.5 đến 110.4 m2. Tôi đang đứng đây là một căn góc 2 phòng ngủ ở tòa BE6. Và đây là cái bản dựng layout mô phỏng sắp xếp về nội thất. Quý vị có thể thấy khu bếp, bàn ăn, giường ngủ, vệ tivi, ghế sofa được bố trí cực kỳ hợp lý. Và đây không chỉ có mỗi cái căn này nó mới như vậy, mà ở tất cả các căn 2 phòng ngủ ở The Beverly. Đây là ban công căn hộ, hoàn toàn có thể thấy tầm view nội khu rất là lớn. Hồ bơi nước mặn rất lớn ở cái góc này. Ban công phun kính của căn hộ trải dài từ phòng khách đến phòng bếp, tạo ra một cái cảm giác rất là thoáng, rộng và sang. Mời quý vị sang thăm căn 3 phòng ngủ, loại căn mà tôi nói rằng là rất rất hiếm. Cái căn này là cái căn số 12, tầng 12 của tòa BE7. Toàn bộ các cái phòng ngủ, phòng khách, nhà bếp đều được đón sáng một cách tự nhiên qua các cái mặt kính tòa căn hộ. Đặc biệt là cái góc bo tròn tại hai phòng ngủ lớn của căn hộ này được tạo nên tầm nhìn 270 độ view trọn sông Đồng Nai. Từ 5 đài tiện ích, đại công viên 36 hectare, trung tâm thương mại Vincom Megamo, bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec, hệ thống trường liên cấp Vinschool hay hệ thống xe bus điện xanh Vinbus, đến hồ bơi nước mặn, hồ bơi vô cực, rạch suối nhân tạo, đến sảnh căn hộ như sảnh khách sạn 5 sao. Từ phòng gym, phòng thể thao, nơi vui chơi trẻ em, đến phòng sinh hoạt cộng đồng, Vinhome đang thực sự mang đến một cái trải nghiệm nghỉ dưỡng đẳng cấp cho quý cư dân tương lai của mình. 10 tòa căn hộ The Beverly sẽ được ra luân phiên, cuốn chiếu
với mức tăng giá dao động từ 3 đến 5% giữa các tòa, tùy thuộc vào cái tòa trước hay tòa sau, hay tùy thuộc vào vị trí của tòa, hoặc giữa các phân khu 6 tòa The Resort và phân khu 4 tòa The Star. Chúng tôi tin rằng với cái chính sách bán hàng đột phá như thế này, chưa bao giờ sở hữu viên kim cương tại dự án The Beverly lại dễ đến thế. Bên cạnh đó, cảm xúc là cái từ tôi muốn lột tả hết về The Beverly. Sống chất đỉnh cao, tầm view độc bản. Tôi xin chúc quý cư dân tương lai chọn được căn hộ The Beverly ưng ý nhất. Và xin chân thành cảm ơn quý vị, anh chị em kinh doanh đã lắng nghe bài giới thiệu của tôi ngày hôm nay. Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn.